Chào tất cả anh em Võ Lâm, Tu Tiên trên game Tiên Lữ Kỳ Duyên. Thì nghe lời anh em xúi dục và một bạn cute rất là hăng hái yêu cầu mình làm một clip về cái server mới để 7 ngày đầu làm những cái gì. Cày chay á, thì các bạn mua hai gói thằng lông cho mình. Ok chưa anh em? Thì cái sự kiện mới này nó mới mở luôn lúc 10 giờ tối. Thì nó có chơi luôn con mèo cực kỳ cho anh em, nó đang gọi là đánh đầu tâm lý cũng ngon đó anh em ạ. À, nói chung là có là ok. Thì ngày đầu tiên á, anh em chơi cái server này thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ trong vòng 7 ngày cho anh em làm đó, rất là nhiều luôn ha. Thì anh em thì ở đây nó cũng có gọi là ít hai nữa anh em ạ. À, hai anh em để mình coi đây, ép vui vẻ ít hai luôn đó, để cho anh em đua level luôn. Thì sự kiện này nó xảy ra vào khoảng là 5 ngày đó, tích nạp đồ này kia các kiểu các thứ. Thì anh em cứ nạp thôi, chúng ta cứ nạp. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em là nên nạp những cái gì. Và nhóm phát triển nè, là anh em coi thử cái này nó có những cái gì. Ở đây là hạt ảnh nha, hạt ảnh. Quà, gói quà này trị giá gọi là 2,5 triệu. Ồ, quà này nó hơi mắc nhưng mà nó không có gì gọi là giá trị hết anh em. Thì mình sẽ coi những cái gói quà nào mình cần nạp ha. Gói quà đầu tiên nè, gói đầu tiên thì nạp bất kỳ cái, các bạn nạp thằng tôm thì các bạn nhận luôn cái gói quà đó, đơn giản vậy thôi. Còn những cái thẻ nạp á, các bạn chơi một hồi khoảng là các bạn chơi qua chơi tới gọi là cấp 130 thì các bạn hãy dùng. Nói chung là vậy. Bây giờ mình sẽ dùng nha, dùng luôn đó, các bạn cứ dùng để chúng ta ăn cái gọi là cái tích nạp. Đây, cái tích nạp được, các bạn ăn hết nha, ăn hết. Chúng ta ăn đủ mốc thôi nha các bạn. Các bạn lưu ý là ăn đủ cái mốc của nó thôi, chứ không nên ăn nhiều nha. Giả tỷ hoàn thành 20 ngày nè, hoàn thành 20 hàng ngày, hoàn thành hàng ngày là hàng ngày ép nè, các bạn thấy không, hàng ngày ép nè đó. Rồi chúng ta cứ coi thử được có cái gì. Rồi hoàn thành những ngày ép nè, mua quà mỗi ngày 9.000 là mua những cái gì đó, là chúng ta nên mua gói ép này. Đặc biệt là các bạn đang nên mua gói ép này để chúng ta lấy bình tu luyện. Còn riêng cái phần này á, là dẹp nó đi, không nên mua nha, nhớ nha. Đó là những gì mà mình chơi ở server mới. Ăn thì ăn đúng mốc, không nên ăn nhiều nha. Còn trang bị đối với cái server đầu á, là trang bị rất là khó kiếm đó. Chúng ta nhảy lên shop thường xuyên, rồi là đấu giá chúng ta coi thường xuyên để chúng ta lấy đồ và ăn boss, nhất là boss kiến vàng. Kiến vàng thì anh em nên ăn cái con gọi là 170. Nếu anh em á, đang đứng top á, thì anh em nên ăn con 190, còn không thì chúng ta ăn con 170 thôi. Nó cũng ra độ gọi là 4 sao nha. Và một điều đặc biệt á, mình muốn nhắc ở đây là chúng ta tích xu lại, xu này nè, chúng ta tích lại. Các bạn không tăng cái con thằng hồn này lên nha. Các bạn không tăng cái con thằng hồn này lên. Chúng ta có gọi là kim bảo rồi thì các bạn vào luôn tầm bảo cho mình,
Để làm gì? Chúng ta sẽ quay. Bạn lưu ý nha, ta phải quay, quay để chúng ta kiếm nhanh nhất cái con dương tiễn cho mình đó, để chúng ta nâng nó lên từ đầu game luôn. Như vậy thì nó sẽ khỏe hơn nha các bạn. Má nó ghê, đồ của chúng ta không bán luôn, ghét bán kiếm tiền. Vũ khí mình không có thì rồi để nhận cái bạn ạ. Nhận còn cái sự kiện gọi là mở server này nè, thì các bạn tích, các bạn coi là 5 ngày phải không, các bạn tích đổi túi ngọc cấp 6 cho mình, đổi túi ngọc cấp 6 thôi nha, trừ khi còn ngày cuối cùng á thì các bạn hãy đổi hết, ok như các bạn đó. Bạn cứ từ từ chơi thôi chứ không cần phải gấp. Còn level á, nói về level mình mới cũng hỏi được một người anh em, thì người ta chia sẻ như sau, đó là các bạn giữ lại cục ép này cho mình nha, không phải là giữ qua 24 giờ mà giữ lại chút xíu mình tu luyện, mình biến hình lên rồi mình cắn nó nha. Trong cái phần tu luyện á, tu luyện ở đâu, tu luyện đây nè, nè tu luyện nè, các bạn thấy không, thì các bạn vô tu luyện, bạn vô tu luyện, bạn biến hình nè, tôi biến hình nè, một mạng hơi lát ta sẽ không quýnh đó, biến hình rồi các bạn mở cục ép nó lên, mở mấy cục ép nó lên các bạn dùng thì ép nó sẽ được nhân lên chúng ta rất là nhiều, các bạn thấy không đó. Mình đây mình chỉ làm video hướng dẫn cho anh em chơi server đầu thôi, thì anh em cứ nạp bình thường thôi, anh em có tiền anh em có nạp, không tiền các bạn cũng nạp gói, hai gói thằng tôn ha. Đó chúng ta là gì, để chúng ta lấy kim nguyên bảo nè, chúng ta quay sự kiện linh ngọc chứ, chúng ta quay sự kiện con mèo nè, rất là cần thiết nha, đánh hũ đầu luôn đó. Thì cứ làm nhiệm vụ rồi ăn sự kiện mèo thôi, đơn giản vậy. Thì các bạn coi nè, gửi tin nhắn thế giới nè, rồi làm gì đó, nhận gói thẻ riêng thằng Tôn một nè. Nói chung thì mình chưa có nạp, thì mình chưa có ấy thôi, rồi nạp tiền tích lũy đồ này kia để chúng ta lấy cái lượt quay ha. À, nhắn tin thế giới thì các bạn vô thế giới, bạn nhắn là OA gì đó, nhắn đại đi là chúng ta sẽ được thêm lượt quay nè đó. Rồi gói mình nói cái thẻ tháng này thì có sự kiện con mèo á, thì các bạn hãy mua, còn không có thì các bạn đừng có mua, bạn hiểu không? Tại vì khi mà các bạn mua á, sự kiện con mèo á thì các bạn mua, các bạn sẽ được gọi là 1.100 linh ngọc đó, nhưng mà hàng ngày nó không có tặng linh ngọc cho các bạn. Mình nói trong video này luôn là nó chỉ tặng cho các bạn gọi là 15.000 kim nguyên bảo mỗi ngày thôi đó. Thì các bạn muốn mua thẻ tháng này hay thẻ tháng xanh hay là tím gì cũng được đó, nói chung là vậy. Mình muốn tiết kiệm thì mình mua thẻ tháng màu tím, muốn nhiều cái linh ngọc thì mua thẻ màu tím, còn ít linh ngọc thì các bạn mua cái thẻ màu xanh. Nên là mình bấm lại cho bạn xem ha, bấm lại nó thẻ xanh á, này thì nó rẻ hơn, nó chỉ có 129.000 thôi, nhưng mà nó được tặng có 360 linh ngọc thôi. Rồi. Còn thẻ mà 379 thì tặng tới 1.100 linh ngọc đó. Thì các bạn muốn nạp cái nào tùy các bạn thôi, mình không có. Còn cái thuốc tu luyện này hiện tại nó đang ít thai, thì các bạn cứ dùng luôn cho mình nha. Và hàng ngày á, các bạn vào cái tiệm này nè, các bạn mua full mấy cái gương này luôn cho mình nha, mua full hết luôn nha, full hết luôn. Vào bên chỗ tiệm thằng Tôn thì các bạn mua cái bùa tu luyện thần tốc để chúng ta tu luyện X3 nha. Đó là như vậy. Thì hàng ngày 7 ngày đầu tiên thì nhiệm vụ ngày nè, thì các bạn coi cái gì nó thì các bạn mua. Hôm nay tiêu 300 linh ngọc,
tiêu 300 linh ngọc, làm sao để tiêu 300 ngọc? Thì đây có sự kiện con mèo, các bạn ăn sự kiện con mèo đi, rồi các bạn tiêu. Nhưng mà tôi lưu ý, các bạn lưu ý là hồi nãy mình mới nói là các bạn chỉ tiêu đúng cái mốc này thôi nha. Giả tỷ là 499 nè, 799 nè, và cái cuối cùng gọi là 1299, thì chúng ta tiêu tới cái mốc đó thôi, không nên tiêu nhiều. Còn lại thì các bạn tích lên cho mình nha, nhớ nha, tích lên hết, không xài. Chúng ta tiêu đủ cái mốc chúng ta thôi, để qua ngày thứ hai chúng ta lại tiêu tiếp. Các bạn nhớ cho tôi nha, phiếu nạp, thẻ nạp, đồ này kia, cái này cái gì cũng phải tích luôn đó. Chứ các bạn tiêu mà các bạn không biết tiêu, tiêu hết là tiêu tan luôn. Chúng ta ăn đúng cái mốc đó thôi, còn nhiêu nữa, còn cái nữa là đủ rồi nè. Cứ tiêu đúng cái mốc của mình thôi, không cần phải gọi là nhiều nữa các bạn. Hai cái thì cho nó đủ đó, chúng ta ăn đủ cái mốc chúng ta thôi. Thì chúng ta nhận lại cái thẻ nạp là 499, thì chúng ta lại tích lại đó cho qua ngày sau, các bạn hiểu không? Khi nào mà nó mở ra cái tích nạp thì các bạn hãy dùng tiếp. Hình như là mình qua 7 ngày sau là nó sẽ mở cái tích nạp đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn cứ xem video đi rồi các bạn sẽ biết thôi. Thì cứ nói mình tích lại hết, cứ làm nhiệm vụ bình thường. Đấu giá thì chúng ta lên soi liên tục để chúng ta coi có đồ chúng ta không, boss đồ này kia nè. Đó, các boss 170 này các bạn cứ vô ăn thôi bình thường. Và mình sẽ vào coi thứ hai người cấp, thì nói chung các bạn phải biết là đây là dân nạp dữ không à. Ở server này thì toàn là dân dữ dữ không à. Các bạn nhìn nè, chưa gì triệu tư chiến nè, thấy ghê không, khủng khiếp chưa, nạp ghê không, này là nạp hơi bị dữ luôn rồi các bạn à. Ôi chưa gì vô đẩy chịu mấy lượt chiến, khủng khiếp thiệt chứ. Ghê thiệt. Thì các bạn nhớ là gọi là chúng ta tầm bảo kiếm cái con dương tiễn này sớm nhất có thể nha, đầu game các bạn đừng có năng cái con kia, đừng năng cái con kia nha, cái con trang bị gốc các bạn đừng có năng là rất là phí nha. Các bạn có tiền các bạn cứ nạp đi. Còn bạn nào mà muốn ăn boss về kiếm vàng á, mà ăn con 190 á, thì 3-4 giờ sáng các bạn thức các bạn đi nha, các bạn ăn lúc đó không có ai, ăn khỏe lắm. Còn hôm ấy thì ăn con 170 đó, nó là vậy, chơi cũng đơn giản thôi. Còn có kim nguyên bảo rồi đầu game rồi này kia thì chúng ta giữ lại để chút xíu đi cường hóa tăng cái thứ bậc này lên đó. Bạn cường hóa các bạn tăng cái thứ bậc này lên, nó là vậy cho dễ săn boss, các bạn hiểu không? Cường hóa lên là dễ săn boss thôi chứ không có gì đó. Thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn gọi là up level cao rồi đó. Thì các bạn cứ chơi bình thường như mọi ngày thôi, có tiền thì các bạn lên thôi. Thì server này mở từ 10 giờ tối. 10 giờ tối mà các bạn coi tụi nó nạp ghê không, khủng khiếp không? Chứ gì 15 triệu lượt chiến rồi các bạn ạ. 15 triệu lượt chiến. Nạp rất là khủng. Chứ không phải là do các bạn chạy sao người ta đâu, người ta nạp rất là khủng luôn. Với lại thêm cái này á, nó đã gọi là X2, X3 rồi tùm lum các kiểu cái thứ chứ không mẹ. Mèo thằng tài rồi nó ra tùm lum hết. Mèo thằng tài các bạn quay linh ngọc rồi các bạn up đồ, các bạn up cái gì, tức là các bạn mua bí tịch
đó, bạn mua những cái cuốn bí tịch này bạn xài đó, nó sẽ up giúp ta cái tăng cái lực chiến cũng khá là nhiều. Nó 7 ngày chúng ta chỉ làm vậy thôi, nhiều bạn thì lại kiểu như là có nhiêu là xài hết nhiêu á, không có biết gọi là cái 7 ngày này làm cái gì đó, thì chúng ta coi theo chúng ta làm thôi, các bạn hiểu không? Ăn thì ăn cho full đó, cái 7 ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba nè, ngày thứ ba thì nó lại nhiều thứ nó cũng y gan vậy, các bạn cũng phải làm y gan vậy đó. Thằng tôn này kia các bạn cứ mua, quý tộc thì các bạn mua bằng gói kim nguyên bảo đó, để từ này 3.000 nè đó, mua mua thôi. Khi mà các bạn chơi gọi là đau đau họng cái này mà các bạn nạp á, các bạn gọi là hệ nạp á, thì các bạn vô tư cái việc mà gọi là kim nguyên bảo các bạn ạ. À, khi mà là đầu game như thế này nó sự kiện yêu đương tình yêu rồi này kia tùm lum hết đó, nó ra tùm lum hết đầu server mà. Săn boss thì cứ vào đấm con boss thôi, 170 nè, tích lại cái viên ép thôi, để chút xíu tu luyện làm hết full hoạt động boss này kia rồi chúng ta hả tu luyện đó. Và tu luyện thì bật biến hình lên, chúng ta cắn ép thì chúng ta sẽ được cấp rất là cao, nó là vậy. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này của mình. Còn anh em nào mà muốn biết cái gì nữa thì cứ để comment, sẵn cái server mới này mình sẽ làm tiếp luôn cho anh em xem ha.